không xảy ra tai nạn thường xuyên như trên bộ. Nhưng không phải vì vậy mà việc lưu thông trên các tuyến luồng đường thủy nội địa an toàn hơn. Có rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên luồng đường thủy nội địa. Theo Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những thực trạng đáng báo động hiện nay là người dân mưu sinh trên sông nước có xu hướng dùng vỏ lãi, một loại phương tiện nhỏ nhưng có tốc độ khá cao để di chuyển. Trong khi đó, việc quản lý và xử phạt các loại phương tiện này vẫn đang gặp nhiều vướng mắc. Theo thống kê của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện trên luồng thủy Bà Rịa Vũng Tàu có 600 phương tiện thủy quy mô nhỏ, gắn máy tốc độ cao, gọi là vỏ lãi hay tắc răng. Đây là loại phương tiện thông dụng ở miền Tây, xuất hiện trên các luồng sông Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 6-7 năm trở lại đây. Tập trung nhiều nhất là ở địa bàn thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. Những người làm nghề nuôi cá lồng bè thường sử dụng loại phương tiện này, do phần lớn không có nguồn gốc nên cũng không qua đăng kiểm, tất yếu không đăng ký được. Như vậy, đồng nghĩa chưa có một cơ quan quản lý nhà nước nào kiểm chứng được chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện. Chưa có đăng ký đăng kiểm nên lực lượng cảnh sát giao thông cũng không có căn cứ để xử phạt. Và chủ yếu là người dân là tự mua những cái vỏ riêng và gắn các động cơ là ở thị trường trôi nổi, không có xuất xứ rõ ràng. Qua công tác tuần tra kiểm soát ấy, thì chúng tôi phát hiện là đa số những phương tiện này là không được cơ quan đăng kiểm cấp phép, nên là không đủ điều kiện để hoạt động. Đối với những người dân sinh sống trên sông nước, vỏ lãi thông dụng như xe máy trên đường bộ. Tuy nhiên, việc mua bán vỏ lãi không cần đến những quy định như xe máy. Cái này là mình mua lại có của người ta cũng không có giấy tờ gì cái phương tiện này. Vâng. Luôn cả trong cái xưởng người ta bán ở trong chỗ cầu Long Sơn trong đây nè. Mình vô mình mua người ta cũng không có giấy tờ gì mà chứng minh cái vỏ này là người ta bán cho mình cả. Thì vô mình thỏa thuận với bên đôi bên rồi người ta bán cho mình, người ta chở gì cho mình tại chỗ thôi. Người ta bán rả ở ngoài thị trường, chúng em mua để chúng em chạy lấy phương tiện để chúng em làm ăn. Chứ bây giờ các bác đột cái các bác bảo là chúng em phải có áo phao để giấy tờ đầy đủ cho các bác cái đấy. Nếu mà bác mà hỏi những ai mà kể cả có ghe gỗ mà có giấy tờ thì là em cũng sẽ xuất trình giấy tờ cho các bác. Vỏ lãi có thể chạy tốc độ như cano trên 30 km, thậm chí có thể lên đến 60 km một giờ, tùy theo động cơ hay người điều khiển. Lưu thông tốc độ cao, nhưng người điều khiển phương tiện lại không có chứng chỉ điều khiển. Trong khi theo quy định pháp luật, người lái các loại phương tiện có tốc độ từ 30 km trở lên, ngoài việc phải có bằng thủy thủ hoặc bằng lái phương tiện hạng nhất, thì còn phải có chứng chỉ lái phương tiện tốc độ cao. Các bà con đây cũng không có ai đó, từ xưa giờ cũng ít có người nào. Hình như là nếu mà 100% thì chắc cái giỏi được 1-2% là nó chỉ có bằng lái thôi. Chứ ngoài ra toàn bộ người dân từ xưa tới giờ làm như người giống mình như vậy là không ai có bằng lái cả. Thì thấy người ta lái rồi mình xuống mình tập trước rồi mình mới mua về mình đi. Vướng mắc trong quản lý loại phương tiện vỏ lãi tồn tại từ nhiều năm nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ. Đăng ký thì chờ đăng kiểm, còn đăng kiểm thì chờ hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của phương tiện mới thực hiện được. Để có thể cơ bản quản lý được phương tiện vỏ lãi, trước mắt Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải thực hiện việc phân cấp quản lý phương tiện nhỏ, gắn máy công suất lớn cho các địa phương, để địa phương thực hiện xác nhận đặc điểm hình dáng, số hiệu máy gắn với tên của người sở hữu. Về phía đăng kiểm thì xem xét việc đăng kiểm thiết kế định hình sản phẩm công nghiệp có phù hợp với động cơ được sử dụng hay không, làm cơ sở để Cảnh sát Giao thông thực hiện việc kiểm tra.